Lan Khuê sẵn sàng cử Thảo Nhi Lê đi team Miss Universe 2023 nếu UNY đồng ý với điều khoản này. Sau khi nhậm chức CEO của Miss Universe Việt Nam, siêu mẫu Lan Khuê mới đây đã chính thức lên tiếng về việc cử đại diện đến đấu trường quốc tế. Cô nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với đơn vị cũ. Ngày 24 tháng 2, lễ ký kết công bố đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe Việt Nam 2023 đã được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của chủ mới tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ. Andy Chakra Chutatip, đương kim Hoa hậu, B. Bonnie Gabriel, Á hậu 2, Antenia Martinez. Đơn vị nắm giữ bản quyền tiếp theo của Miss Universe Việt Nam là công ty cổ phần thương mại Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Giám đốc quốc gia sẽ là MC Quỳnh Nga và người nắm giữ vị trí CEO là siêu mẫu Lan Khuê. Sau khi kết thúc buổi lễ ký kết với tư cách là CEO Miss Universe Việt Nam, Lan Khuê đã làm rõ vấn đề cử đại diện đến đấu trường quốc tế như sau. Ngày hôm nay, sau khi hoàn tất việc ký kết cùng với Madam Annie, chúng tôi xin được phép công bố về đơn vị nắm bản quyền hiện nay, đồng thời cũng giới thiệu Quỳnh Nga, National Director, đại diện cho tổ chức Miss Universe Việt Nam. Chúng tôi luôn trân trọng những thành tựu mà đơn vị nắm bản quyền cũ đã gây dựng suốt thời gian qua. Đó cũng là áp lực không hề nhỏ đối với chúng tôi. Thời gian qua, chúng tôi biết điều mà mọi người quan tâm nhất là đại diện của Việt Nam năm nay tại Miss Universe 2023 trả lời về thông tin này. Đơn vị nắm bản quyền cũ đang là đơn vị chủ quản của top 3 năm vừa rồi. Nếu đơn vị giữ bản quyền cũ kiêm đơn vị chủ quản có mong muốn đưa ứng cử viên của họ đến với đấu trường Miss Universe 2023, chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác. Vì đó với chúng tôi, việc sở hữu bản quyền này không phải để tranh giành. Chúng tôi luôn cầu tiến và mong muốn được đưa những đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam đến với đấu trường, những đại diện đáp ứng những tiêu chí của Miss Universe và tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam và Bộ Văn hóa. Với thông báo này đồng nghĩa với việc Á hậu Thảo Nhi Lê vẫn còn có cơ hội được phép tham dự Miss Universe 2023 nếu như đơn vị Unicup đề cử điều này với tổ chức nắm giữ Miss Universe Việt Nam. Ngoài lời tuyên bố chắc nịch của Lan Khuê, trên mạng xã hội cũng lan truyền tin đồn rằng nếu Unicup chấp nhận cho tổ chức mới sử dụng tên Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam để tổ chức cuộc thi Miss Universe Việt Nam, thì đổi lại Thảo Nhi Lê sẽ được quyền đi thi Miss Universe 2023. Mặc dù chỉ là tin đồn, song thông tin này cũng khiến cho fan sắc đẹp vô cùng hoang mang. Cũng tại buổi ký kết, tân giám đốc quốc gia nói về tiêu chí chọn Miss Universe Việt Nam. Quỳnh Nga cho biết, việc ký kết bản quyền sẽ giúp cho cuộc thi Miss Universe Việt Nam được phát triển bền vững hơn và được quảng bá rộng rãi hơn tới khán giả ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Về thời gian diễn ra cuộc thi, đại diện ban tổ chức Miss Universe Việt Nam chia sẻ rằng họ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối tác để đảm bảo thành công cho sự kiện này trong thời gian tới. Cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023 sẽ có thể được tổ chức trong năm 2023 để tuyển chọn đại diện cho Việt Nam cho cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ quốc tế tại El Salvador vào cuối năm nay. Trong buổi ký kết, bà Andy Chakrabong Chakrachutatip cho biết Miss Universe Việt Nam sẽ phải tổ chức mỗi năm một lần để tìm đại diện đến đấu trường Hoàng Vũ quốc tế. Bà nhận định Việt Nam là một quốc gia mạnh và Miss Universe Việt Nam hoàn toàn có khả năng đăng quang Hoa hậu Hoàng Vũ thế giới. Cũng nhân sự kiện này, bà Thúy Nga đã chỉ ra các tiêu chí và định hướng của Miss Universe Việt Nam như sau. Sắc đẹp. Cuộc thi tôn vinh sắc đẹp của phụ nữ Việt Nam và giới thiệu đến thế giới bức tranh về vẻ đẹp đa dạng và phong phú của văn hóa Việt Nam. Tài năng, cuộc thi đánh giá khả năng tỏa sáng của thí sinh trong các lĩnh vực như nghệ thuật, văn hóa, thể thao, kinh doanh, khoa học và công nghệ. Kiến thức, thí sinh cần có kiến thức về lịch sử, văn hóa, xã hội và chính trị Việt Nam cũng như các vấn đề toàn cầu. Tính cách, thí sinh cần có tính cách tốt, có đạo đức, phẩm chất tốt và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Sự tự tin, cuộc thi đánh giá khả năng tự tin, thể hiện bản thân, giao tiếp và thể hiện năng lực của thí sinh. Ngoại ngữ, thí sinh còn có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ quốc tế khác để giao tiếp và thể hiện bản thân. Đồng thời, cuộc thi cũng đặt mục tiêu giúp các thí sinh phát triển tinh thần lãnh đạo, tự tin và tôn trọng giá trị đa dạng của con người, đồng thời truyền tải thông điệp về sức mạnh của phụ nữ và tình yêu thương đến với cộng đồng. Ở một diễn biến khác sau phát ngôn của Lan Khuê và tổ chức Miss Universe Việt Nam, Thảo Nhi Lê bất ngờ có động thái gây chú ý. Cụ thể, cũng trong sáng 24 tháng 2, Thảo Nhi Lê hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện casting người mẫu. Người đẹp gây chú ý khi diện váy cúp ngực ôm sát body. Cô vui vẻ giao lưu với đồng nghiệp cũng như các thí sinh. Không khó để nhận thấy, giữa đồng thổi mất suất thi Miss Universe 2023, Thảo Nhi Lê vẫn giữ vững phong độ, nhan sắc lẫn thần thái.